Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gồm những tin chính ngay sau đây. Ngày hội các nước tiểu vùng sông Mekong năm 2017 vừa được tổ chức tại thủ đô Berlin, Đức. Lần đầu tiên lễ hội duyên dáng áo dài được tổ chức tại châu Âu. Trong tiểu mục chân dung người Việt tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với giáo sư Hoàng Thủy Nguyên và lắng nghe câu chuyện về những ngày đầu sản xuất vaccine bại liệt ở Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin, ngày 11 tháng 9, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thăm thị trấn Komagane thuộc tỉnh Nagato để trực tiếp trao thư cảm ơn tới ông thị trưởng, giám đốc và tập thể bác sĩ và y tá bệnh viện Soa, Iran trong nhiều tháng qua đã tận tình cứu chữa cho hai thực tập sinh Việt Nam bị tai nạn ô tô và ung thư. Nhờ đó, hai cháu đã hồi phục và trở về nước an toàn. Đại sứ cũng đã đến thăm công ty Yamayara, nơi tiếp nhận hơn 40 thực tập sinh Việt Nam, để cảm ơn công ty đã cùng với tổ chức IM Japan bảo đảm tốt các quyền lợi hợp pháp của các thực tập sinh Việt Nam bị tai nạn nêu trên. Tại đây, ông Ihayao, giám đốc công ty, đã bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ông cho biết, công ty đánh giá rất cao tay nghề và tính kỷ luật của các thực tập sinh Việt Nam, mong muốn được tiếp tục tiếp nhận và đào tạo thực tập sinh Việt Nam trong những năm tới đây. Nhân dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đã thân tình trao đổi, động viên các em thực tập sinh đang làm việc tại công ty. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại trường Đại học Albert Einstein ở thủ đô Berlin, Đức, đã diễn ra sự kiện Ngày hội các nước tiểu vùng sông Mekong năm 2017. Đây là hoạt động được trường Đại học Albert Einstein phối hợp với Hội hữu nghị giữa Đức và các nước tiểu vùng sông Mekong tổ chức 2 năm một lần. Tham gia sự kiện, du khách có cơ hội trải nghiệm cùng không gian văn hóa đất nước, con người của các nước tiểu vùng sông Mekong như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. Đến với không gian văn hóa Việt Nam, du khách được tham dự hội thảo về văn hóa, con người, quá trình hội nhập và lao động của người Việt tại Đức. Bên cạnh đó, du khách cũng được tham dự buổi thuyết trình của tiến sĩ Zeharvin, chuyên gia về Đông Nam Á, từng công tác tại Viện Khoa học và Chính trị ở Berlin về chủ đề Biển Đông Việt Nam. Sự kiện là cơ hội để các nước tiểu vùng sông Mekong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của mình, qua đó tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các nước trong vùng, đồng thời gắn kết người dân sở tại với văn hóa các nước tiểu vùng sông Mekong. Ngày 10 tháng 9, vòng chung kết hội thi duyên dáng áo dài châu Âu lần đầu tiên đã diễn ra tại Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức. Sự kiện này do Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig tổ chức. Cuộc thi đã thu hút 113 thí sinh trên 40 tuổi đến từ Đức và một số nước châu Âu, cùng hơn 300 khán giả hâm mộ cũng như các cơ quan báo chí truyền thông tại Đức. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua việc lựa chọn các trang phục áo dài, các thí sinh đã đem đến những phần biểu diễn thú vị và duyên dáng cho hội thi. Sau vòng bán kết, vòng chung kết là cuộc đua tài giữa 15 thí sinh. Sự duyên dáng của các thí sinh đã khiến ban giám khảo khó khăn để lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Họ đã không chỉ thể hiện tốt phần trình diễn mà còn trải qua vòng ứng xử với những câu hỏi thú vị liên quan đến áo dài và vẻ đẹp Việt. Cuộc thi này đối với em thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là ý nghĩa mình đã tôn vinh được cái nét đẹp truyền thống của tà áo dài. Cái ý nghĩa thứ hai là đã được thổi hồn vào Việt Nam vào qua cái tà áo dài để lưu giữ cái hồn Việt. Người bản địa ở đây họ rất là quý trọng và trầm trồ về cái tà áo dài Việt Nam. Thì từ cái ý tưởng đấy mà em nảy sinh ra là muốn tạo một cái sân chơi cho tất cả các chị em người Việt Nam sinh sống và làm việc tại châu Âu để có một cái sân chơi thú vị. Khi đến với nhau ấy thì là giao lưu và học hỏi, chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là trong cuộc sống và trong việc để hàng ngày có những đấy nó có những cái niềm vui và mang đến cho nhau những cái hạnh phúc. Kết quả chung cuộc, vương miện của cuộc thi được trao cho thí sinh Trần Lena đến từ Cộng hòa Ba Lan. Cùng với đó,
là 15 giải thưởng dành cho các thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết. Hãy nhìn ngắm mẹ của mình, bà của mình và các chị của mình mặc chiếc áo dài đẹp như thế nào. Và đó là nét đẹp rất riêng của người Việt Nam. Hãy lưu giữ và giữ gìn mãi mãi. Sự thành công của hội thi năm nay đã góp phần quảng bá vẻ đẹp áo dài, giúp mọi người thêm yêu tà áo dài của dân tộc Việt và cùng hướng tới mục tiêu đưa lễ hội áo dài trở thành lễ hội hấp dẫn với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Đức và châu Âu. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Nhân dân thành phố Ústí nad Labem, Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ hội hành tinh màu do Phòng hội nhập người nước ngoài tỉnh Ústecký dành cho người nước ngoài đang học tập, sinh sống và kinh doanh trong địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 18 lễ hội được tổ chức với sự tham gia của hơn 40 quốc gia với các quầy hàng đặc trưng của nước mình. Với 3 gian hàng, cộng đồng người Việt tại đây đã giới thiệu với người dân bản địa về đạo Phật của Việt Nam và những món quà lưu niệm đậm nét Việt, áo dài Việt Nam và những món ăn truyền thống như nem cuốn, nem rán, bánh rán, chè. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang áo dài, múa quạt, múa sạp, đặc biệt là tiết mục múa lân của các em nhỏ thế hệ thứ hai sinh ra ở Cộng hòa Séc đã thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của người dân địa phương. Tối ngày 10 tháng 9, hơn 600 bà con đại diện cho đông đảo người con Hải Dương tại Cộng hòa Séc và một số nước lân cận như Đức, Ba Lan, Slovakia đã tham dự chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Hương Hải Dương tại Cộng hòa Séc. Cách đây 10 năm, Hội đồng Hương Hải Dương tại Cộng hòa Séc được thành lập nhằm tập hợp đông đảo bà con có cùng quê hoặc sinh ra tại Hải Dương đang sinh sống và làm ăn tại Cộng hòa Séc, đáp ứng nhu cầu giao lưu và hướng về cội nguồn của bà con. Từ con số ít người tham gia lúc ban đầu, hội ngày một lớn mạnh. Đến nay, hội đã có 4 chi hội cơ sở sinh hoạt ở các địa phương, có chi hội có tới trên 400 hội viên tham gia. Hội luôn vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, tôn trọng luật pháp Việt Nam và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào ở quê nhà. Đến nay, đại đa số các gia đình người Hải Dương có cuộc sống tương đối ổn định, một số thành đạt tại Cộng hòa Séc và đầu tư thành công trở lại về quê nhà. Tại Hà Nội đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh mang tên Sắc màu cuộc sống tôi yêu. Triển lãm do các cựu học sinh phổ thông trung học Hà Nội tổ chức, hứa hẹn trình làng những hình ảnh, góc nhìn bình dị về cuộc sống, đất nước Việt Nam nói chung và thủ đô Văn Hiến nói riêng, đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 108 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là tâm huyết của 108 tác giả với những góc nhìn bình dị mà rất đỗi thân thương về cuộc sống, con người và đất nước Việt Nam, đặc biệt là về thủ đô Hà Nội. Đó đơn thuần là cuộc sống thường nhật của người dân vùng biển hay khu phố cổ Hà Nội, là góc nhìn mới lạ, độc đáo về những danh lam thắng cảnh quen thuộc, là cảm nhận về cuộc sống, về sự chuyển mình mãnh liệt của đất nước, được thể hiện qua những cú bấm máy xuất thần. Nhiếp ảnh đã giúp chúng tôi xích lại gần với nhau hơn. Với mục đích là hoạt động phi lợi nhuận vì cộng đồng, chúng tôi đã giúp nhau lan tỏa cái niềm đam mê chụp ảnh và để cùng nhau chụp được những cái tấm hình ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Đúng như cái tiêu đề của cái chủ đề của hôm nay là sắc màu cuộc sống, đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nó mô tả, lột tả những cái đời sống rất thường nhật hàng ngày. Điều đặc biệt nhất của triển lãm ảnh Sắc màu cuộc sống tôi yêu đó là 108 tác giả đều là thành viên của nhóm cựu học sinh phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994. Được biết đến là nhóm cựu học sinh lớn nhất thủ đô với hơn 11.000 thành viên, nhóm dân ảnh 91-94 quy tụ hơn 300 tay máy chuyên và không chuyên trong một sân chơi riêng biệt, chia sẻ tình yêu Hà Nội bằng góc nhìn đầy cảm xúc của những người sinh năm 1976. Tuy là mình không phải là cái tay máy chuyên nghiệp mà cũng rất là ít khi cầm máy, nhưng mà cùng tham gia được là thành viên của dân ảnh thì mình cảm thấy rất là tự hào. Và cũng có khi mình đã cầm máy thì mình có thể chụp những cái bức ảnh mà nó là những cảm nhận của về cuộc sống, về con người và về đất nước của mình. Có lẽ đây là một cái cuộc trưng bày ảnh ở Hà Nội vào loại đáng ghi nhớ. Các bạn đã biết truyền tải từ cái ý tưởng, từ cái hiện thực đó để cho những người xem, người ta cảm nhận được là Hà Nội đẹp, đẹp hơn những cái mà hàng ngày người ta không để ý đến. Song song với triển lãm sẽ có nhiều hoạt động như bán đấu giá những tác phẩm trưng bày để quyên góp ủng hộ những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhân vật của chân dung người Việt tuần này là giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Thủy Nguyên,
nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ông được biết đến là một trong những nhà virus học và chế tạo vaccine hàng đầu của Việt Nam. Vào những năm 1950, giáo sư Hoàng Thủy Nguyên cùng các cộng sự cũng đã sản xuất thành công vaccine bại liệt đầu tiên ở Việt Nam, ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát lúc bấy giờ. Sau đó, ông tiếp tục thành công trong sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine viêm gan B dựa trên công nghệ tiên tiến nhất của Nga, Mỹ, Nhật. Các vaccine này đều được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp hàng triệu trẻ em phòng tránh được những dịch bệnh nguy hiểm, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Năm 2016, ông được trao tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho khoa học. Vào độ tuổi hơn 90, nhưng giáo sư Hoàng Thủy Nguyên vẫn đều đặn đến làm việc, trao đổi, nghiên cứu với các nhà khoa học trẻ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Phóng viên bản tin đã có dịp trò chuyện với ông nhân một buổi làm việc như thế, lắng nghe ông chia sẻ về câu chuyện sản xuất vaccine bại liệt đầu tiên ở Việt Nam, cũng như đam mê nghiên cứu khoa học của ông. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Thưa ông có thể chia sẻ về cảm xúc khi mà chế tạo thành công vaccine phòng chống bại liệt đầu tiên ở Việt Nam được không ạ? Trong 3 năm 1957, 58 và 59, chúng ta có 3 vụ dịch bại liệt. Vụ dịch cuối cùng năm 59 là rất nghiêm trọng. Biết tin là Liên Xô đã thử nghiệm thành công một cái vaccine bại liệt mới. Thế và Bác Hồ bảo Thủ tướng Võ Văn Đồng rằng là liên hệ với lại Thủ tướng Liên Xô lúc bây giờ là Alexei Kosygin là giúp Việt Nam đào tạo người có thể tự làm lấy được vaccine bại liệt. Sau 3 tháng tôi ở Viện Bại liệt của Liên Xô ở Moscow thì khi về Việt Nam chúng tôi nghĩ đến cái việc thành lập một cái nhóm để làm vaccine. Nhóm của chúng tôi lúc bây giờ trẻ lắm, người nhiều tuổi nhất là tôi, lúc bây giờ mới bước vào tuổi 31. Thế nhưng mà được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì chúng tôi được cấp một cái hòn đảo hoang ở Vịnh Bái Từ Long để có thể nuôi được khỉ. Thế và hàng năm thì được cấp 2.000 bảng Anh để mua hóa chất, sinh phẩm và những dụng cụ nhỏ ở Hồng Kông. Ông đã gặp những cái khó khăn gì khi mà chế tạo vaccine phòng chống bại liệt ở Việt Nam ạ? Thật ra thì các anh nghĩ rằng là Việt Nam có thể làm được thì bất luận cái gì cũng phải tạo ra, là bởi vì không có gì cả. Tôi có thể nói thật là lúc bây giờ điều hòa không khí chưa có, chưa nói là những cái dụng cụ thông thường. Chính chúng tôi là những người mà đưa điều hòa không khí vào Việt Nam đầu tiên. Thế và để điều khiển tự động ở nhiệt độ 47 độ thì chúng tôi đã sử dụng những cái nhiệt kế tiếp xúc. Thế và những cái phòng ấm nó hoạt động rất tốt. Thì có thể nghĩ rằng là bất luận cái gì mà chưa có, chúng tôi đều phải nghĩ cách thay thế. Ở độ tuổi xưa nay hiếm thì ông vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu. Vậy ông có thể chia sẻ một chút về công việc nghiên cứu của ông hiện nay được không ạ? Khiêm tốn thôi. Tức là sinh nhật năm nay tôi nghĩ rằng là mình nên quay lại cái đam mê thời trẻ. Tức là làm ra những vaccine mới với công nghệ mới. Thế mà tôi đang thực hiện. Tôi đang hướng dẫn anh em trẻ để làm một cái vaccine dại mới, công nghệ mới. Và chắc là không lâu nữa chúng tôi sẽ có vaccine mới. Ông có lời khuyên gì dành cho các nhà khoa học trẻ hiện nay ạ? Tôi chỉ muốn chúc là anh em trẻ bây giờ giữ được cái niềm đam mê của mình trong học tập và sau này trong làm việc. Một lần nữa cảm ơn ông. Những chia sẻ vừa rồi của giáo sư Hoàng Thủy Nguyên cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình qua trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube youtube.com/vtv4go. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.